Quyển 9, thứ 3 có tầm có tứ địa. Thứ 4 không tầm chỉ có tứ địa. Thứ 5 không tầm không tứ địa. Phần 6, 5, môn nghiệp. Đây lược có hai chủng: A, môn cho quả; B, môn tổn hại lợi ích. A, môn cho quả có 5 chủng: 1, cho quả dị thục; 2, cho quả đẳng lưu; 3, cho quả tăng thượng; 4, cho quả ở hiện pháp; 5, cho quả tăng thượng khác. 1, cho quả dị thục vì gần gũi tập quen, tập quen nhiều việc sát sanh nên thọ quả dị thục trong na lạc ca. Nhưng đối với việc sát sanh thì đối với nghiệp đạo bất thiện khác cũng vậy, đây gọi là cho quả dị thục. 2, cho quả đẳng lưu, nếu kia được ra khỏi địa ngục rồi sanh trở lại trong chúng đồng phận nhân gian, nhưng thọ mạng ngắn ngủi, tiền của thiếu thốn, vợ không trinh lương, chịu nhiều sự phỉ báng, bạn bè chia lìa, nghe những lời trái ý, lời nói không uy nghiêm, tham tăng trưởng mãnh lợi, sân tăng trưởng mãnh lợi, si tăng trưởng mãnh lợi, đây gọi là cho quả đẳng lưu. 3, cho quả tăng thượng, vì gần gũi tập quen, lực tập quen nhiều nghiệp bất thiện tăng thượng nên phần ngoài chiêu cảm sắc quang mở nhạt yếu kém, quả không thật đầy đủ, quả nhiều mục nát, quả nhiều biến đổi, quả nhiều rơi rụng, quả không ngon ngọt, quả không thường hằng, quả không sung túc, quả không tiện nghi, không có quả thật, nên biết nghiệp thiện thì trái với tướng trên. 4, cho quả hiện pháp, do hai nhân duyên tạo nghiệp thiện và bất thiện, cho quả ở hiện pháp. 1, do dục giải; 2, do sự việc. Do dục giải lại có 8 chủng: 1, dục giải có luyến tiếc; 2, dục giải không luyến tiếc; 3, dục giải tổn não; 4, dục giải từ bi; 5, dục giải ghét hại; 6, dục giải tịnh tín; 7, dục giải không biết ân; 8, dục giải biết ân. Sao gọi là dục giải có luyến tiếc, tạo nghiệp bất thiện, thọ quả trong hiện pháp? Như có người vì dục giải lực tăng thượng, đoái luyến thân này, đoái luyến tài vật, đoái luyến các hữu, tạo nghiệp bất thiện. Sao gọi là dục giải không luyến tiếc, tạo nghiệp thiện, thọ quả trong hiện pháp? Như có người vì dục giải tăng thượng, không đoái luyến thân này, không đoái luyến tài vật, không đoái luyến các hữu, tạo tác nghiệp thiện. Sao gọi là dục giải tổn não, tạo nghiệp bất thiện, thọ quả trong hiện pháp? Như có người đối với hữu tình bồ đặc giả la khác, dùng dục giải tổn não phẩm tăng thượng, tạo tác nghiệp bất thiện. Sao gọi là dục giải từ bi, tạo nghiệp thiện, thọ quả trong hiện pháp? Như có người đối với hữu tình bồ đặc giả la khác, dùng dục giải từ bi phẩm tăng thượng, tạo tác nghiệp thiện. Sao gọi là dục giải ghét hại, tạo nghiệp bất thiện, thọ quả trong hiện pháp? Như có người đối với Phật pháp tăng hoặc đối với một việc một xứ đáng tôn trọng khác, lại dụng dục giải ghét hại phẩm tăng thượng, tạo tác nghiệp bất thiện. Sao gọi là dục giải tịnh tín, tạo nghiệp thiện, thọ quả trong hiện pháp? Như có người đối với Phật pháp tăng dùng dục giải tịnh tín phẩm tăng thượng, tạo tác nghiệp thiện nghiệp. Sao gọi là dục giải quên ân, tạo nghiệp bất thiện, thọ quả trong hiện pháp? Như có người đối với cha mẹ hoặc đối với một việc một nơi có ân, mà lại dùng dục giải bội ân, dục giải khi dối, dục giải bạo ác phẩm tăng thượng, tạo nghiệp bất thiện. Sao gọi là dục giải biết ân, tạo nghiệp thiện, thọ quả trong hiện pháp? Như có một người đối với cha mẹ dụng dục giải biết ân, dục giải báo ân phẩm tăng thượng, tạo tác nghiệp thiện. Do sự việc, tức là nếu tạo làm nghiệp bất thiện thuộc năm vô gián và các nghiệp đồng phận năm vô gián cũng thọ quả ở hiện pháp. Năm nghiệp vô gián: 1, giết hại mẹ; 2, giết hại cha; 3, giết hại A-la-hán; 4, phá tăng; 5, có ác tâm làm thân Phật ra máu. Các nghiệp đồng phận vô gián như có người đối với A-la-hán ni và đối với mẹ mà hành hạnh uế nhiễm, hoặc đánh thân tối hậu của Bồ Tát, hoặc đối với thiên miếu ở ngã tư đường bày ra các việc giết tế lưu hành không dứt, hoặc đối với việc thân hữu xưa rất tín nhiệm gửi gắm phó thác mà khi dối tổn hại, hoặc đối với người đang gặp khổ bần cùng thiếu thốn không có chỗ nương tựa, vì kia làm chỗ nương tựa đã thí cho được vô úy rồi, sau bội phản gia hại, hoặc làm việc bước não, hoặc cướp đoạt sa môn, hoặc phá hoại linh miếu, tất cả nghiệp như vậy gọi là đồng phận vô gián. Hoặc có các nghiệp thiện do sự tôn trọng thọ quả trong hiện pháp, như có người mẹ không chánh tín, kia liền quyến tấn khai hóa dẫn dắt an đạt mẹ ở nơi đầy đủ chánh tín. Như đối với mẹ không chánh tín, an đạt trong đầy đủ lòng tín, thì đối với người phạm giới, an đạt trong đầy đủ giới. Đối với người kéo lẫn, an đạt trong đầy đủ xả. Đối với người ác tuệ, an đạt trong đầy đủ tuệ, nên biết cũng vậy. Như đối với mẹ, thì đối với cha cũng vậy.
hoặc đối với người tự định từ khỏi, nên cúng dường thừa sự như đối với người tự định từ khỏi. Thì đối với người từ vô chánh định, diệt tận định, quả dự lưu, quả A-la-hán, nên cúng dường thừa sự cũng vậy. Lại tự mình đối với chỗ Phật phải cúng dường thừa sự, như đối với chỗ Phật thì đối với chỗ tăng hữu học vô học, nên biết cũng vậy. Nếu đối với các sự việc tôn trọng trên mà làm ngược lại, đó là nhân duyên tổn hại, phát khởi nghiệp bất thiện, thọ quả trong hiện pháp. 5. Cho quả tăng thượng khác, tức là cũng do nghiệp thọ quả ở hiện pháp, nên những vương đồ thành ấp mà Như Lai cư trú không bị bệnh tật tai họa giáng xuống. Nhờ thần lực Phật nên vô lượng chúng sanh cũng không bị bệnh tật, không có tai hoạn, an vui sinh sống. Thần lực của Thế Tôn như vậy thì chuyển luân Thánh Vương và Bồ Tát chủ định từ nên biết cũng vậy. Nếu các Bồ Tát dùng tâm đại bi quan sát tất cả chúng sanh ở trong nghiệp đạo bị bần cùng khốn khổ bức não, nên dùng thức uống ăn tài bảo kho tàng để cấp thí khiến họ đều sung túc. Do nhân duyên đầy các chúng sanh kia được an vui sinh sống. Thế thầy là như vậy là nghiệp thọ quả ở hiện pháp do lực tăng thượng của người khác sanh ra. B. Môn tổn hại lợi ích, tức là các hữu tình tạo làm 10 nghiệp đạo bất thiện. Y cứ vào đây kiến lập 8 môn tổn hại. Những gì là 8? 1. Tổn hại chúng sanh. 2. Tổn hại tài vật. 3. Tổn hại thê thiếp. 4. Tổn hại do chứng cứ hữu ngụy. 5. Tổn hại trợ bạn. 6. Tổn hại do nói rõ quá thất. 7. Tổn hại do dẫn phát phóng dật. 8. Tổn hại do dẫn phát sợ hãi. Trái với tướng đây, tức là các hữu tình tạo làm 10 nghiệp đạo thiện. Khi cứ vào đây kiến lập 8 môn lợi ích. 6. Phẩm tăng thượng của nghiệp, đó là nghiệp mãnh lợi cực nặng, nên biết do 6 chủng tướng khiến thành nghiệp đây. 1. Do gia hạnh. 2. Do xuyên suốt tập quen. 3. Do tự tánh. 4. Do sự việc. 5. Do một loại sở trị. 6. Do sự tổn hại sở trị. Do gia hạnh, như có người do tham sân si triền rất mãnh lợi, và không tham không sân không si rất mãnh lợi, làm gia hạnh phát khởi các nghiệp. Do xuyên suyết tập quen, như có người ở trong đêm dài sanh tử gần gũi tập quen, nhiều tập quen nghiệp thiện hoặc bất thiện. Do tự tánh, tức là ở trong ỷ ngữ thì lời nói thô ác là đại trọng tội. Ở trong lời nói thô ác thì lời nói ly gián là đại trọng tội. Ở trong lời nói ly gián thì vọng ngữ là đại trọng tội. Ở trong dục tà hạnh thì chẳng cho mà lấy là đại trọng tội. Ở trong chẳng cho mà lấy thì sát sanh là đại trọng tội. Ở trong tham dục thì sân khỏe là đại trọng tội. Ở trong sân khỏe thì tà kiến là đại trọng tội. Lại ở trong tánh thí thì tánh giới vô tội là thù thắng hơn cả. Ở trong tánh giới thì tánh tu vô tội là thù thắng hơn cả. Ở trong tánh văn thì tánh tư vô tội là thù thắng hơn cả. Hết thảy như vậy gọi là do tự tánh. Do sự việc, như có người đối với Phật Pháp Tăng hoặc đối với một việc một nơi đáng tôn trọng làm tổn hại hay làm lợi ích, đây gọi là nghiệp tôn trọng xử sự. Do một loại sở trị, như có người một hướng thọ hành các nghiệp bất thiện, cho đến thọ mạng tận dứt cũng không một lúc hành thiện. Do tổn hại sở trị, như có người hành đối trị đoạn các nghiệp bất thiện, hành các nghiệp thiện, ly dục thanh tịnh. 7. Điên đảo của nghiệp, nên biết đây có 3 chủng: A. Tác dụng điên đảo. B. Chấp thọ điên đảo. C. Hỷ lạc điên đảo. A. Tác dụng điên đảo, như có người đối với chúng sanh tìm cách muốn sát hại nhưng lại giết lầm một người khác, nên biết trong đây tuy có sự sát sanh mà không tội sát sanh, nhưng có tội sanh khởi thuộc chủng loại sát sanh tương tự đồng phận sát sanh, hoặc không giết lầm chúng sanh khác nhưng đối với hết các vật vô tình dùng thêm giao khậy cho là ta sát sanh, nên biết trong đây không có sát sanh, không tội sát sanh, nhưng có tội sanh khởi thuộc chủng loại sát sanh tương tự đồng phận sát sanh. Như nghiệp đạo sát sanh thì tất cả nghiệp đạo khác như chẳng cho mà lấy, vân vân, tùy chỗ thích hợp nên biết cũng có tác dụng điên đảo. B. Chấp thọ điên đảo, như có người khởi kiến như vậy, lập luận như vậy, không thí không thọ, nói rộng cho đến tất cả tà kiến, kẻ kia khởi kế chấp đây, rốt ráo không có người giết và vật bị giết, cho đến không có kẻ ỷ ngữ, cũng không thí cho, thọ chỉ trai giới, thọ giới tu phước, do nhân duyên đây không có tội, cũng không có phước. Lại như có người khởi kiến như vậy, lập luận như vậy, nếu có chúng sanh ghét phạm, ghét chư thiên, ghét bà la môn, hoặc ghét kẻ ác, chỉ thích giết hại, nhân duyên sát hại kia chỉ có phước chứ không có tội,
lại có kẻ chẳng cho mà lấy, cho đến ỷ ngữ cũng khỏi kiến, duy trì thu được phước đức, không có phì phước. C. Hỷ lạc điên đảo, như có người hiện tiền hành nghiệp đạo bất thiện, do theo thói chơi đùa, lấy làm vui thích vô cùng. 8. Sai biệt của nghiệp, đó là có nghiệp tạo tác, có nghiệp không tạo tác, có nghiệp tăng trưởng, có nghiệp không tăng trưởng, có nghiệp tư duy, có nghiệp không tư duy, có nghiệp thuận định thọ, nghiệp thuận bất định thọ, nghiệp dị thục đã chín, nghiệp dị thục chưa chín, nghiệp thiện, nghiệp bất thiện, nghiệp vô ký, nghiệp nhiếp thuộc luật nghi, nghiệp nhiếp thuộc bất luật nghi, nghiệp nhiếp thuộc phi luật nghi, phi bất luật nghi, nghiệp tánh thí, nghiệp tánh giới, nghiệp tánh tu, nghiệp phước, nghiệp phi phước, nghiệp bất động, nghiệp thuận thọ lạc, nghiệp thuận thọ khổ, nghiệp thuận thọ không khổ không lạc, nghiệp thuận thọ hiện pháp, nghiệp thuận thọ sanh, nghiệp thuận thọ về sau, nghiệp quá khứ, nghiệp vị lai, nghiệp hiện tại, nghiệp hệ thuộc dục, nghiệp hệ thuộc sắc, nghiệp hệ thuộc vô sắc, nghiệp học, nghiệp vô học, nghiệp phi học, phi vô học, nghiệp kiến sở đoạn, nghiệp tu sở đoạn, nghiệp không đoạn, nghiệp hắc dị thuộc hắc, nghiệp bạch dị thuộc bạch, nghiệp hắc bạch dị thuộc hắc bạch, nghiệp không có dị thuộc, không phải hắc, không phải bạch, năng tận các nghiệp, nghiệp quanh co, nghiệp vế, nghiệp trược, nghiệp thanh tịnh, nghiệp tịch tĩnh, nghiệp tạo tác, tức là hoặc nghiệp tư duy, hoặc đã tư duy rồi mới khỏi chuyển thân nghiệp, ngữ nghiệp. Nghiệp không tạo tác, tức là hoặc nghiệp không do tư duy, hoặc đã không tư duy, không khỏi chuyển thân nghiệp, ngữ nghiệp. Nghiệp tăng trưởng, tức là trừ ra 10 chủng nghiệp sau, những gì là 10? 1. Nghiệp do làm trong mộng mị. 2. Nghiệp do vô tri mà làm. 3. Nghiệp do không cố ý tư duy mà làm. 4. Nghiệp do không có lợi, không cân nhắc mà làm. Nghiệp do cuồng loạn mà làm. 6. Nghiệp do bất thiện mà làm. 7. Nghiệp do không vui muốn mà làm. 8. Nghiệp do tự tánh vô ký mà làm. 9. Nghiệp do hối tiếc sự việc đã gây ra tổn hại. 10. Nghiệp đối trị sự tổn hại. Trừ 10 chủng nghiệp đây thì các nghiệp còn lại đều gọi là nghiệp tăng trưởng. Nghiệp không tăng trưởng, tức là 10 chủng nghiệp đã nói ở trên. Nghiệp do cố tư duy, tức là nghiệp sau khi đã cố ý suy nghĩ rồi, hoặc tạo tác nghiệp hoặc tăng trưởng. Nghiệp không cố ý tư duy, tức là nghiệp không do cố ý suy nghĩ mà làm. Nghiệp thuận định thọ, tức là nghiệp đã cố ý suy nghĩ rồi hoặc làm hoặc khiến tăng trưởng. Nghiệp thuận bất định thọ, tức là nghiệp đã cố ý suy nghĩ rồi, tuy tạo tác mà không khiến tăng trưởng. Nghiệp dị thục đã chín, tức là nghiệp đã cho quả. Nghiệp dị thục chưa chín, tức là nghiệp chưa cho quả. Nghiệp thiện, tức là nghiệp do không tham, không sân, không si làm nhân duyên. Nghiệp bất thiện, tức là nghiệp do tham, sân, si làm nên. Nghiệp vô ký, tức là nghiệp chẳng phải do không tham, không sân, không si làm nên, cũng chẳng phải do tham, sân, si làm nhân duyên. Nghiệp vô ký, tức là nghiệp chẳng phải do không tham, không sân, không si làm nhân duyên, cũng chẳng phải do tham sân si làm nhân duyên. Nghiệp nhiếp thuộc luật nghi, tức là nghiệp nhiếp thuộc biệt giải thoát luật nghi, hoặc nghiệp nhiếp thuộc tĩnh lự đẳng trí quả đoạn luật nghi, hoặc nghiệp nhiếp thuộc vô lậu luật nghi, nghiệp nhiếp thuộc bất luật nghi, tức là các nghiệp nhiếp thuộc 12 chủng loại bất luật nghi. Những gì là 12 loại bất luật nghi? 1. Giết dê. 2. Mua bán gà. 3. Mua bán heo. 4. Bắt chim. 5. Giăng lưới bắt thỏ. 6. Trộm cướp. 7. Bắt nghêu sò làm trả. 8. Cai ngục. 9. Gièm pha. 10. Xét xử án. 11. Huấn luyện voi. 12. Chủ ẻm rồng. Nghiệp nhiếp thuộc phi luật nghi, phi bất luật nghi, tức là trừ ra 3 chủng nghiệp luật nghi và nghiệp thuộc 12 chủng loại bất luật nghi, tất cả nghiệp thiện, bất thiện và vô ký còn lại. Nghiệp tánh thí, tức là hoặc nhân duyên, hoặc đặc thời, hoặc y xứ, hoặc tự tánh nhân duyên, tức là lấy không tham, không sân, không si làm nhân duyên. Đặc thời, tức là không tham, không sân, không si đồng hành. Năng xả vật được thí, năng tư duy khởi thân nghiệp, ngữ nghiệp. Y xứ, tức là lấy vật đem thí và người thọ thí làm chỗ nương tựa.
Tự tánh tức là thân nghiệp ngữ nghiệp đã phát khởi tư duy, năng xả bỏ vật thí. Nghiệp tánh giới như nghiệp tánh tí, nhân duyên và đẳng khởi của nghiệp tánh giới cũng như trước. Tự tánh tức là thân nghiệp ngữ nghiệp, nhiếp thuộc luật nghi. Y xứ tức là vật loại hữu tình, phi hữu tình. Nghiệp tánh tu như nghiệp tánh tí, nhân duyên tức là nhân duyên tạm mà địa, đó là không tham, không sân, không si. Đẳng khởi tức là tam ma địa kia câu hành dẫn phát định tư. Tự tánh tức là tam ma địa. Ý xứ tức là mười phương hữu tình, giới không khổ không vui. Lại người tu đầy đủ thế giới sở hữu tướng mạo như đã nói ở các xứ khác. Nghiệp phước tức là nghiệp dị thục, năng cảm thiện thú và nghiệp thuận thọ thiện ở trong năm thú. Nghiệp phi phước tức là nghiệp dị thục, năng cảm ác thú và nghiệp thuận thọ bất thiện ở trong năm thú. Nghiệp bất động tức là nghiệp dị thục, cảm sắc giới, vô sắc giới và nghiệp thuận thọ thiện ở sắc giới, vô sắc giới. Nghiệp thuận thọ là tức là nghiệp phước và nghiệp bất động, thuận thọ ba tĩnh lự. Nghiệp thuận thọ khổ tức là nghiệp phi phước, nghiệp thuận thọ không khổ không lạc tức là nghiệp dị thục, an lại gia thức, năng cảm tất cả xứ và nghiệp bất động, đệ tứ tịnh lự trở lên. Nghiệp thuận thọ hiện pháp tức là nghiệp năng cảm quả ở hiện pháp. Nghiệp thuận thọ sanh tức là nghiệp năng cảm quả sanh không gián đoạn. Nghiệp thuận thọ về sau tức là nghiệp năng cảm quả sau, quả sanh về sau. Nghiệp quá khứ tức là nghiệp ở, nghiệp trụ ở vị tập khí, hoặc đã cho quả hoặc chưa cho quả. Nghiệp vị lai tức là nghiệp chưa sanh, chưa diệt. Nghiệp hiện tại tức là nghiệp đã tạo tác, đã tư duy nhưng chưa diệt. Nghiệp hệ thuộc dục tức là nghiệp năng cảm dị thục, dục giới, đạo vào dục giới. Nghiệp hệ thuộc sắc tức là nghiệp năng cảm dị thục, sắc giới, đạo vào sắc giới. Nghiệp hệ thuộc vô sắc tức là nghiệp năng cảm dị thuộc vô sắc giới, đạo vào vô sắc giới. Nghiệp học tức là chỗ có các nghiệp thiện hoặc dị sanh, hoặc không phải dị sanh tương tục tiếp nối học. Nghiệp vô học tức là chỗ có các nghiệp thiện tương tục tiếp nối trong vô học. Nghiệp phi học, phi vô học tức là trừ ra hai chủng học và vô học ở trước. Chỗ có nghiệp tương tục tiếp nối trong bất thiện vô ký còn lại. Nghiệp kiến sở đoạn tức là nghiệp bất thiện thọ ác thú. Nghiệp tu sở đoạn tức là nghiệp thiện bất thiện vô ký thọ thiện thú. Nghiệp khổng đoạn tức là các nghiệp vô lậu thế xuất thế. Nghiệp hắc dị thục hắc tức là nghiệp phi phước. Nghiệp bạch dị thục bạch tức là nghiệp bất động. Nghiệp hắc bạch dị thục hắc bạch tức là nghiệp phước, có nghiệp bất thiện làm oan đối. Do lúc sở hữu nghiệp phước mà chưa đoạn trừ nghiệp phi phước nên kiến lập nghe đây. Thiện không có dị thục, không phải hắc, không phải bạch, năng tận các nghiệp. Tức là các nghiệp vô lậu xuất thế gian, nghiệp đây, đối trị, đoạn ba nghiệp trên. Nghiệp quanh co tức là nghiệp thiện, bất thiện của các ngoại đạo. Nghiệp uế cũng tức là nghiệp quanh co, cũng gọi là nghiệp xấu. Lại có nghiệp uế tức là pháp dị sanh ở trong thánh giáo như kẻ biến chấp điên đảo, kẻ trụ kiến thủ của mình, kẻ tà quyết định, kẻ hiểu biết do sự, kẻ sở hữu nghiệp thiện bất thiện. Nghiệp trược tức là nghiệp quanh co, và nghiệp uế cũng gọi là nghiệp dơ bẩn. Lại có nghiệp trược là pháp dị sanh ở trong thánh giáo như kẻ không quyết định, kẻ hiểu biết do dự, kẻ có sở hữu nghiệp thiện bất thiện. Lại có sự sai khác tức là chỉ ở trong pháp ngoại đạo với có ba nghiệp sau: do nghĩa hành tà giải cho nên gọi là nghiệp quanh co, do nghĩa lấy đây làm chỗ nương tựa nên chướng ngại các công đức phát khởi gọi là nghiệp huế, do nghĩa năng chướng ngại trong việc thông đạt chân như cho nên gọi là nghiệp trược. Nghiệp thanh tịnh tức là pháp dị sanh ở trong thánh giáo như người tránh quyết định, người hiểu biết không do dự, người sở hữu nghiệp thiện. Nghiệp tịch tĩnh tức là những bậc trụ pháp đây không phải dị sanh, sở hữu nghiệp học vô học của tất cả hành giả. 9. Quá hạn của nghiệp. Lược thuyết thì mỗi một nghiệp có 7 quá hạn: 1. Năng tự hại mình. 2. Năng làm hại người. 3. Năng làm hại cả mình và người. 4. Sanh tội ở hiện pháp. 5. Sanh tội ở hậu pháp. 6. Sanh tội ở
Hậu pháp và hiện pháp, 7, thân tâm kia thọ sanh yêu khổ. Như lấy ví dụ kẻ sát sanh, do sát sanh làm nhân. Sao gọi là năng tự hại mình? Là thoát khỏi phương tiện làm hại, sanh mạng, nhưng việc kia chẳng năng tổn hại người khác. Do nhân duyên đầy, bèn tự hỏi mình bị hại, hoặc bị trói buộc, hoặc gặp sự thối thất, hoặc bị chê trách. Sao gọi là năng làm hại người? Do là kẻ kia phát khởi phương tiện năng tổn hại mạng người, do nhân duyên đầy, tự mình chẳng bị hại, cho đến chẳng bị chê trách. Sao gọi là năng làm hại cả mình và người? Là do kẻ kia khởi phương tiện năng tổn hại người, do nhân duyên đầy, trở lại bị người hại, hoặc bị trói buộc cho đến bị chê trách. Sao gọi là sanh tội ở hiện pháp? Như năng tự làm hại mình. Sao gọi là sanh tội ở hậu pháp? Như năng làm hại người. Sao gọi là sanh tội ở hiện pháp và hậu pháp? Như năng làm hại cả mình và người. Sao gọi là thân tâm kia thọ sanh yêu khổ? Tức là phát khởi phương tiện làm hại sinh mạng mà không thể thành sáu chủng quá thất, lại cũng không thể chọn thành rốt ráo việc muốn sát giết. Bảy kia không gặp được nhân duyên thuận lợi để thực hiện ý muốn nên thân tâm thọ sanh yêu khổ. Lại có 10 chủng quá phạm y cứ vào phạm thi la, nên biết như kinh đã rộng thuyết, lại có 4 chủng nghiệp đạo bất thiện và lấy việc uống các loại rượu làm nghiệp đạo thứ 5. Y cứ vào sự hủy phạm năm học xứ của thiện nam tử, Đức Bảo Giả Phạm đã nói nhiều quá hoạn như kinh điển, kinh xiển địa ca đã nói rộng. E3, sao gọi là sanh tạp nhiễm? Do 4 chủng tướng, 1 do sai biệt, 2 do gian khổ, 3 do bất định, 4 do lưu truyền.